Nhà nào tích lũy điều lành, tất có thừa phúc. Ở Đài Loan có một cửa hàng tên Thiện Phúc Địa. Chủ tiệm anh Lâm là một người có lòng nhân ái. Anh thường hay giúp đỡ những loài vật nhỏ bị thương. Này tiểu gia hỏa, vết thương trên chân mày đã khỏi rồi, mau mau về nhà đi. Sau này có băng qua đường nhớ phải cẩn thận. Anh Lâm, anh đã chữa lành vết thương cho con mèo nhỏ đó rồi à? Đúng vậy, giờ nó về nhà được rồi. Anh Lâm, anh tốt bụng thật đó nha. Tâm địa tốt thì mới có phúc báo mà. Chúng ta tận tâm tận lực giúp đỡ người khác, kỳ thực cũng là đang giúp cho chính mình thôi. Anh nói vậy cũng có đạo lý. Tiểu Khải, cậu đang nhìn cái gì vậy? À, mình đang nhìn Lâm tiên sinh. Anh ấy trị lành vết thương cho con mèo nhỏ kia và mới thả nó ở chỗ này. Lâm tiên sinh đúng là người tốt. Con vật được anh ấy cứu không biết bao nhiêu mà kể rồi. Còn phải nói, mình tin rằng người tốt như Lâm tiên sinh nhất định sẽ có phước báo. Đừng sợ, để ta giúp mày băng bó, sẽ nhanh khỏi thôi. Có một hôm, khi Lâm tiên sinh đi ngang qua bờ biển. Ai ơ, anh Lâm, anh lại đến bờ biển phóng sanh à? Đâu có, hôm nay tôi chỉ đi dạo ngang qua đây thôi. Ý, bên kia có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Hình như là mấy người đánh cá đi biển về, chắc là đã bắt được thứ gì quý hiếm thì phải. Thật không? Chúng ta qua đó xem thử đi. Wow, con rùa biển to quá. Đúng đó, phải đem con rùa này giết đi. Thịt của nó nhất định bán được nhiều tiền lắm. Ừ, anh nói chí phải. Rùa biển lớn cỡ này chắc chắn bán được khối tiền. Sao cơ, các anh muốn giết nó hả? Đúng rồi. Trong khi con rùa bị nhiều người vây quanh, nó ghềnh cổ lên hướng về mọi người dập đầu lại. À, mọi người xem kìa, nó đang làm gì vậy? Hình như nó đang lạy chúng ta đó. Tôi nghĩ chắc nó đang cầu xin chúng ta buông tha cho nó một mạng đó. Tha cho nó? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bắt được con rùa này không phải chuyện dễ đâu. Tôi vẫn còn phải nhờ nó để kiếm một món hời đó. Lâm tiên sinh nhìn con rùa biển, nhìn thấy nó khóc lóc thê lương, liền động lòng trắc ẩn. Con rùa này các anh muốn bán bao nhiêu? Sao, anh cũng muốn mua thịt rùa à? Không, ý tôi là muốn mua lại con rùa này. Hả? Anh... ý anh là muốn mua cả con? Đúng vậy. Anh muốn mua lại con rùa, chúng tôi không nghe lầm chứ? Các anh vẫn không nhận ra ông chủ đây à? Anh ta chính là anh Lâm, chủ tiệm Thiên Phúc Địa đó. Ồ, anh là cái người thường hay ra bờ biển phóng sanh, chủ quán Lâm. Đúng là tôi. Chúng tôi sớm đã nghe tiếng anh Lâm là người lương thiện. Lần này không phải anh muốn bỏ tiền ra mua rùa để phóng sanh đó chứ? Tôi đúng là có ý này. Các anh xem, con rùa biển đang dập đầu chảy nước mắt kìa. Nó đang cầu xin chúng ta tha mạng đó. Tôi thực lòng không nhẫn tâm nhìn thấy nó bị giết chết, nên muốn mua nó để phóng sanh. Các anh ra giá đi. Vậy được, chúng tôi sẽ bán cho anh. Tốt quá, mày bây giờ được an toàn rồi. Anh Lâm, anh xem, con rùa đang cảm ơn anh đó. Sau khi Lâm tiên sinh mua lại con rùa biển, liền viết lên mai nó 5 chữ Thiên Phúc Địa phóng sanh. Lâm tiên sinh, anh làm gì vậy? Tôi sẽ thả nó về biển, nhưng sợ nó lại bị người khác bắt được, nên viết 5 chữ này lên mai nó. Hy vọng người khác thấy sẽ nương tay không sát hại nó. Anh quả thật là một người nhân từ. Nó lại hướng về phía chúng ta cảm ơn kìa. Thật không ngờ nó còn viết cảm ơn. Đúng thật, con rùa biển này đúng là có tính người. Sau này khi chúng ta gặp rùa biển, nhất định không bắt, không giết, không ăn. Không bắt, không giết, không ăn. Khẩu hiệu 30 này ngày nay vẫn còn lưu lại ở trong làng. Đến nay cũng 16 năm trôi qua rồi. Lâm tiên sinh cũng đã già, con cái ông đều đã lớn và vào đại học hết. Lâm tiên sinh ra ngoài sao? Đúng đó, con tôi đậu đại học ở Đài Bắc mới được nghỉ phép.
Hôm nay nó sẽ đáp tàu thủy về nhà. Tôi phải ra bến tàu đón nó. Vậy tốt quá, anh mau đi đón nó đi. Được, vậy tôi chào cô nhé. Ông Lâm đợi ở bến tàu rất lâu, cũng không thấy bóng dáng con tàu chở con ông. Trong lòng ông có dự cảm không lành. Sao lạ vậy? Mình Minh nói hôm nay sẽ về nhà mà. Sao còn chưa thấy? Hay là có chuyện gì rồi? Quả nhiên không ngoài dự đoán của ông. Con tàu con ông đi đã gặp phải sự cố. Mình nghĩ giờ này chắc là ba đã đến bến tàu đón mình rồi. Ông biết mình sẽ về nên cứ một mực sáng ra phải đi đón mình cho bằng được. À, xảy ra chuyện gì? Sao tàu lắc dữ vậy? Chết rồi. Tàu chúng ta đụng phải đá ngầm rồi. Sẽ bị chìm ngay lập tức. Hả? Bị chìm? Trời, sao lại thế này? Trên thuyền có hơn 100 hành khách. Chẳng mấy chốc đã bị nước biển nhấn chìm. Con của Lâm Tiên Sinh cũng không thoát khỏi ngụp lặn trong dòng nước. Thôi rồi, lần này chết chắc rồi. Bỗng nhiên con của Lâm Tiên Sinh cảm giác dường như có một thứ gì đó rất lớn, giống như cái bàn tròn đỡ anh ta lên. Trời, con rùa biển to quá. Xem ra hôm nay mình phải bỏ mạng trong bụng rùa rồi. Con ông Lâm vốn định trở mình nhảy trốn vào trong nước, thế nhưng anh ấy không cách gì vùng thoát được. Một chút sức lực cũng không có. Xem ra hôm nay thật sự phải chôn thân trong bụng rùa rồi. Ngay khi con ông Lâm cảm thấy tuyệt vọng, thì anh ấy bỗng thấy trên mai rùa hình như có khắc chữ gì đó. Ủa, đây là cái gì? Hả? Thì ra con rùa này là năm đó bà đã phóng sanh. Sao có thể như thế được? Không lẽ trên đời này lại có sự trùng hợp như thế? Đây đúng là Bồ Tát che chở giúp con gặp được con rùa này. Thật là Bồ Tát che chở. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cứ như vậy, con của ông Lâm ôm rùa biển, niệm Phật cầu Bồ Tát gia hộ. Rùa biển khua chân bơi trong sóng to gió lớn, đưa anh ấy vào bờ. Anh ấy đến bờ biển an toàn rồi, chắp tay hướng về rùa biển, lễ tạ ơn cứu mạng. Rùa biển cũng ngẩng đầu gật gật, giống như là đang lạy. Sau đó nó mới quay đầu bơi xuống biển. Giữa biển khơi mênh mông, rùa biển làm sao lại biết có tai nạn trên biển chứ? Còn biết được con của ân nhân cũng gặp nạn. Hơn nữa, còn có thể tìm được anh ta giữa biển. Lâm Tiên Sinh năm đó không nỡ nhìn thấy rùa biển bị thống khổ, nên thả nó về biển. 16 năm sau, chính điều này đã cứu cho con ông, trở thành một nhân duyên cứu mạng cho con của mình. Có thể thấy trời cao bảo vệ người hiền, lại còn che chở cho đời sau của người thân. Quả thật là thiện có thiện báo vậy. Namo Amida Phật.
phần.